Đang đang câu cá. Câu này câu ở ở một cái nhà mà người ta bỏ quan rồi, nó gần mé sông á nên câu thôi. Nhà nào bỏ rồi, nhà ta bỏ rồi. Này là ở sông Hậu, mình câu này sông, này sông Hậu đó là chợ huyện. Chợ huyện thì nó nằm ở cái khu vực mà nhà Đông Đông á. Thì mùa này là mùa cá chim, câu chơi thôi, văn nghệ chơi thôi chứ không biết dính hay không. Nhưng mà nãy giờ thì ngồi câu thì cũng được dính được mấy con, ba con, dính được ba con. Vậy thì tính mồi xúc xích xì chum gì nè, không biết đây. Này cây, cây này 2.000, mua nãy giờ là 4 cây, 4 cây mà câu dính được 3 con. Sông Hậu sông lớn lắm, sông này hồi nhỏ thì hay lội qua chơi, nhưng mà hồi nhỏ nó không có như cái gì, ta đào rồi, ta đào với nước chảy quá nên nó lở. Nhà này là người ta bỏ, lở quá người ta bỏ phía, phía khu vực phía trên đó là lộ cái đường. Nước nước này là cá ăn nè, nhưng mà câu nãy giờ sao 15 phút mà không thấy con nào mà nó cắn, cắn mồi á.